Chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình. Sau đây mình chia sẻ cho quý thầy cô cách mà chúng ta vẽ một số cái hình đơn giản. Thì có một số thầy cô có hỏi tôi là cách vẽ một số hình đơn giản như thế nào, thì tôi chia sẻ cho quý thầy cô. Còn nếu quý thầy cô nào biết rồi thì chúng ta có thể bỏ qua video này nhé. Sau khi mà khởi động in bi lên thì có một cái hình như thế này quý thầy cô. Tôi sẽ chia sẻ cho quý thầy cô cách vẽ cái hình này bằng phần mềm GP. Thì chúng ta có rất nhiều những cái phần mềm để chúng ta vẽ hình. Tuy nhiên để sử dụng mà nó tiện và nhanh, tôi thấy rằng là phần mềm này cũng có nhiều ưu điểm, nên tôi sẽ chia sẻ cho quý thầy cô sử dụng phần mềm này. Nó vừa nhanh, nó vừa gọn và nó nhẹ. Và sau khi mà vẽ xong thì cô có thể copy qua Word hoặc PowerPoint để chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta in đề hoặc là chúng ta có thể làm đề. Vậy làm sao để vẽ được cái hình như thế này? Thì bây giờ tôi chia sẻ cho quý thầy cô như sau. Thứ nhất, thầy cô vẽ cho tôi hai đường thẳng A và B song song với nhau. Thì trong trường này tôi sẽ chọn cái biểu tượng để vẽ đường thẳng này. Và sau đó thầy cô chọn một điểm. Thầy cô lấy trên và thầy cô chọn một điểm và thầy cô di chuyển chuột, thầy cô kéo. Tuy nhiên nếu thầy cô kéo đôi lúc nó sẽ méo, chúng ta nhấn shift. Quý cô đè phím shift trên bàn phím ấy, rồi chúng ta kéo nhé thầy cô. Rồi sau khi xong thì cô nhấc chuột và bỏ phím shift ra nhá. Và tôi đã thực hiện vẽ xong cái đường thẳng này. Còn nếu mà nó méo thì cô bỏ thì cô vẽ lại thôi thầy cô ha. Rồi chúng ta chọn và chúng ta vẽ lại thôi. Click và thầy cô kéo, đè shift kéo nhé thầy cô. Rồi sau khi xong thì cô bỏ ra, chúng ta được đường thẳng thứ nhất. Tiếp theo thì cô vẽ cho tôi đường thẳng thứ hai là đường thẳng B song song. Thì trong trường này thì cô có thể làm như sau. Thì cô chọn một điểm bất kỳ nằm ngoài đường thẳng này. Đây ví dụ tôi chọn ở đây cô. Chọn đây nha. Đây ví dụ tôi chọn vị trí này đây. Sau đó thì cô chọn cho tôi vào cái điểm mà mới vẽ đó, và thì cô chọn vào cái đoạn thẳng mà chúng ta mới vẽ lúc đầu. Sau đó thì cô nhấn vào cho tôi chữ dựng hình này. Và sau đó di chuyển xuống và chọn cho tôi cái phần mà đường song song. Thì chúng ta vẽ được một cái đường thẳng song song với đường thẳng cho trước đấy. Tuy nhiên sau khi vẽ xong thì cái đường thẳng nó dài, chúng ta không cần thiết phải dài như vậy. Thì cô click vào cái biểu tượng vẽ đường thẳng này. Sau đó thì cô chọn một cái điểm tương ứng có thể bằng cái đoạn thẳng ở trên này. Thì cô click vào. Sau đó thì cô di chuyển chuột qua bên phải và thì cô căn đến cái phần đầu còn lại. Đây, có thể bằng ở trên đấy cô, thì cô di chuyển chọn bằng này nhá. Sau đó thì cô click con chuột bỏ ra thôi. Thì lúc này nó xuất hiện cho thầy cô cái đường thẳng dài mà nó có đường nét chấm 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 đó. Bây giờ chúng ta cho nó ẩn đi nha. Thầy cô chọn vào này, nhấn phải chuột vào, chọn ẩn đường song song. Thì lúc này nó ẩn mất cái đường song song cho thầy cô. Rồi tiếp theo bây giờ tôi sẽ vẽ cái đường thẳng MN, nó vuông góc với đường thẳng E và B. Trong trường này thì thầy cô làm như sau. Chúng ta chọn một điểm bất kỳ trên đường thẳng E hay B đều được. Đây tôi chọn ở đây đi. Thì cô lưu ý là mỗi lần mà thì cô muốn qua một cái đối tượng khác thì cô nhấn vào mũi tên cho tôi nhé. Rồi bây giờ sau khi xong thì cô chọn vào cái điểm mới vẽ trên đường thẳng E này. Rồi để cho nó dễ tôi đặt đường thẳng E và B luôn nha. Rồi bây giờ tôi click vào biểu tượng đặt tên này. Tôi click vào cái điểm này. Thì cô click đúp vào cái điểm này nha. Sau đó nó xuất hiện một cái bảng thuộc tính. Thì cô đánh cho tôi chữ E vào. Chữ E thường thôi, đường thẳng mà. Tuy nhiên chỗ này nó như vậy thì nó không đúng đâu thì cô, tại điểm nó chấm này là điểm là chữ in hoa ấy. Thì cô làm như sau, thì cô nhấn phải chuột vào nó thì cô cho tôi dấu chấm thôi. Thì lúc này cũng chẳng nhìn thấy được thầy cô. Hoặc là thì cô muốn đổi cùng màu thì cô nhấn phải chuột vào nó này, thì cô chọn cho tôi màu sắc này, chọn màu đen thôi là cùng màu thôi, có gì đâu, là lúc này không nhìn thấy nhé thầy cô. Rồi một cách tương tự như vậy, ở đây tôi cũng đặt tên là đường thẳng B. Tôi chọn vào cái phần nhẽn này, click vào. Thì cô click đúp vào nha. Chọn chữ B cho tôi. Và tương tự như vậy tôi nhấn phải chuột vào cái điểm này, tôi chọn dấu chấm thôi. Và tương tự tôi nhấn phải chuột vào, tôi chọn màu sắc màu đen để cho cùng màu, ví dụ như vậy. Và tôi đã thực hiện xong tên đường thẳng E và B. Sau đó thì cô sẽ chọn vào cái điểm trên đường thẳng E này này. Tí gọi là điểm M thì cô. Và thì cô chọn vào cái đường thẳng E luôn nha, chọn hai đối tượng luôn. Sau đó thì cô nhấn vào cho tôi dựng hình và chọn vuông góc, đường vuông góc với thầy cô. Thì lập tức nó xuất hiện cho thầy cô cái đường thẳng vuông góc nha. Và đường thẳng này rất là dài, thì cô lưu ý chúng ta cũng vẽ một phần của nó thôi. Đây này thầy cô. Và bây giờ thì cô click vào cái biểu tượng vẽ đường thẳng này, chọn trên cái đường thẳng đó nhá. Rồi thì cô kéo. Và thì cô di chuyển xuống dưới đến chỗ nào mà thầy cô thấy phù hợp chúng ta bỏ ra thôi. Rồi. Sau đó một cách tương tự thì cô nhấn vào cái phần mà đường nét đứt cái đường thẳng nó dài đó. Thì cô nhấn vào ẩn đường thẳng vuông góc cho tôi. Rồi. Tôi đã thực hiện vẽ xong cái đường thẳng vuông góc ấy, đường thẳng E và B. Còn trong trường này cái điểm này tôi có thể cho nó ẩn đi thì cô ha, không cần thiết thì tôi có thể cho nó ẩn đi, còn nếu không thì cô để thì cô kéo nó thôi. Tuy nhiên theo tôi thì cô có thể cho nó ẩn đi, nhấn phải chuột thì cô chọn ẩn điểm. Tương tự ở đây cũng như vậy. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy một điểm ở đây này. Tôi click vào đây và điểm nó nhỏ thì cô lưu ý click chuột phải vào nhá, thì cô cho to lên cho to.
to hoặc nét trung bình đó. Thì cô chọn màu đỏ hay màu gì tùy thì cô. Rồi sau đó tôi click vào cái mũi tên nhé, thì cô muốn quen đối tượng khác thì cô click vào mũi tên. Đặt tên cho tôi là điểm em và điểm en vào vị trí vuông góc này. Rồi bây giờ tôi sẽ click vào cái nhãn này. Click vào đây. Sau đó thì cô click nút chuột vào để chúng ta đổi tên theo ý muốn. Tương tự ở đây cũng vậy, thì cô click vào. Và thầy cô sẽ click nút chuột vào đổi tên theo ý muốn là điểm N này. Điều thầy cô là nếu chúng ta thấy cái này nó to quá thì thầy cô có thể thay đổi cái kích cỡ nó đi nhé thầy cô. Thì thầy cô chọn vào click vào này, thì cô click vào đây. Sau đó thì cô chọn vào kích cỡ dưới này, thay vì 48 tôi chọn 36 thôi, thì lập tức nó sẽ nhỏ lại như thầy cô. Đấy, chúng ta chọn hai cái điểm này luôn này. Rồi sau đó chúng ta chọn kích cỡ như đây nhá, thì thầy cô cho nhỏ nó nhỏ này này. Còn tôi chọn 36 là vừa, còn thầy cô chọn 64 thì to quá, ví dụ vậy. Chọn 36 thôi, tôi chọn 36 là vừa. Rồi sau khi xong là chúng ta đã hoàn thành được vẽ đường thẳng MN rồi. Bây giờ chúng ta vẽ góc vuông. Thì thầy cô click vào cái biểu tượng cái bút này này, công cụ đánh dấu này. Rồi bây giờ thì cô đưa vào cái điểm M này này, thì cô kéo cho tôi qua bên phải nhá, thì lập tức nó xuất hiện góc vuông. Và tương tự ở dưới cũng vậy, thì cô chọn vào điểm N thì cô kéo lên trên này, xuất hiện góc vuông. Là chúng ta đã hoàn thành được là đường thẳng MN. Tiếp theo chỗ này đường thẳng C phải không? Thì cô chọn vào cái nhãn này, chúng ta click vào cho tôi vào cái điểm ở trên đây này. Rồi bây giờ thì cô click nút chuột và đổi tên cho tôi thành chữ C nhá, chữ C thường thôi. Rồi tôi đã đổi tên xong cái đường thẳng này là đường thẳng C đó. Rồi tiếp theo bây giờ tôi sẽ đi vẽ cái góc ở trên đây bằng 130 độ. Thì thầy cô sẽ lấy cho tôi một điểm bất kỳ trên đường thẳng E nha. Đây tôi sẽ lấy ở vị trí này đi thầy cô, đây này. Còn cái điểm này thì cô có thể là cho nó ẩn đi nhá. Cái điểm này để tôi chọn tôi vẽ đường thẳng này, thì cô nhấn phải chuột thì cô cho nó ẩn đi. Tại chúng ta không cần thiết nữa thầy cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy điểm C nhá. Đây là điểm C thì con này. Và chúng ta click nút để thay đổi cái tên nó đi. Di chuyển lên vị trí nào đó phù hợp. Và sau đó tôi sẽ vẽ góc này bằng 130 độ. Thì tôi làm như sau, tôi dùng cái thước đo độ của thầy con. Có thể có nhiều cách làm nhé, nhưng trong đây tôi chỉ cho cái quy cô làm cái này đơn giản nhất này. Chúng ta có thước đo độ và tôi đặt vào nha. Tôi đặt cái đỉnh của thước trùng với cái điểm C này. Rồi sau khi mà tôi đặt chính xác vào rồi thì bây giờ đơn giản thôi. Thầy cô sẽ xác định cái vạch 130 độ. Thì đây chính là vạch 130 độ thầy cô này. Đây. Thầy cô sẽ chọn một cái điểm và chúng ta nhấn chọn ngay trên cái đường thẳng B đó. Đấy. Tôi click vào cái mũi tên để nó quen đối tượng khác nha. Rồi sau khi như vậy là tôi đã đo được cái góc này, hiểu là đúng bằng 130 độ thầy cô này. Chúng ta có thể kéo cái thước này nha. Rồi. Và sau khi mà thầy cô đã kéo xong thì công việc còn lại thì cô chỉ việc chọn hai điểm. Thầy cô có thể đặt tên điểm này điểm D luôn nha. Tôi đặt tên luôn đi này, đặt sau cũng được hay đặt trước thì tùy thầy cô thôi. Rồi, click nút đổi tên. Rồi, sau khi có được hai điểm rồi và đo đúng góc 130 độ rồi thì bây giờ công việc của tôi nối lại thì thầy cô chọn click chuột vào hai cái điểm C và D. Sau đó chọn dựng hình. Chọn vẽ cho tôi đường thẳng nhé. Và sau đó thì cô sẽ thấy đường thẳng nó dài quá, chúng ta có thể là cho nó vừa để chúng ta có thể copy qua Word để chúng ta có thể in. Rồi tiếp theo thì cô chọn vào biểu tượng vẽ đường thẳng này. Và thì cô chọn một cái điểm mà di chuyển trên cái đường thẳng đó ở vị trí nào nó phù hợp nhá. Đây tôi đang chọn chỗ này này. Rồi tôi di chuyển tôi kéo xuống thôi. Rồi thì cô thấy kéo tới đâu mà nó phù hợp, tới đây đi thì cô ha. Rồi thì cô bỏ tay ra thôi. Và sau đó thì cô thấy cái đường thẳng mà nét đứt đó là cái đường thẳng lúc đầu, chúng ta cho nó ẩn đi. Thì cô chọn vào, nhấn phải chuột. Chọn ẩn đường thẳng cho tôi. Và ở trên đây điểm này chúng ta không cần thiết, chúng ta chọn phải chuột, chọn ẩn điểm hay thầy cô chọn dấu chấm thì tùy thầy cô, chọn ẩn điểm tôi ẩn luôn nhé. Tương tự đây cũng như vậy. Và đến đây là tôi đã hoàn thành vẽ được cái góc này bằng 130 độ. Bây giờ thì cô sẽ kéo cái cung này nha, đánh dấu cái cung này này là 130 độ. Thì cô làm như sau, chọn vào biểu tượng công cụ đánh dấu. Sau đó thì cô đưa vào điểm C thì cô kéo cho tôi. Thì lập tức nó ra cái biểu tượng đánh dấu góc đó. Tuy nhiên nó xuất hiện cái dấu chấm này thì cô có thể cho nó ẩn đi nha. Tôi chọn vào mũi tên này, nhấn phải chuột, tôi chọn ẩn điểm. Và thầy cô ghi số đo 130 độ vào đây thì chúng ta làm như sau. Thì cô click vào cái biểu tượng là công cụ văn bản này. Thì cô click vào tôi nhá. Nếu nó to quá thì thầy cô có thể là chọn đi đây này. Thì cô chọn nó nhỏ lại nha. Tôi chọn ví dụ 36 thôi. Hoặc là tí thì cô đánh xong thì cô sẽ chọn. Rồi bây giờ thì cô đánh cho 130 vào trên bàn phím bình thường này.
và thầy cô muốn đánh cái độ ở trên thì thầy cô làm như sau. Thầy cô nhấn vào cho tôi biểu tượng là pi căn 2/3 phía dưới này nha, phía dưới thanh công cụ ở dưới này. Nó xuất hiện cho thầy cô ở dưới đây, thì cô chọn và cho tôi cái biểu tượng độ chỗ này này. Tuy nhiên nếu thầy cô không thích làm như vậy, nó không đẹp, thì cô có thể làm như sau. Thì cô chọn vào cái biểu tượng cho tôi là x mũ y này. Rồi, dấu chấm hỏi ở dưới thì cô đánh cho tôi 130. Và thì cô di chuyển con trỏ chuột lên trên thì cô quét chọn cho tôi và đánh số 0 vào. Thì lúc này chúng ta có được góc này bằng 130 độ và tôi cho nó nhỏ lại nha thầy cô, 36 thôi. Và đến đây tôi đã hoàn thành vẽ được góc này bằng 130 độ. Tuy nhiên thầy cô muốn có được góc C1, góc D1, góc D2 thì cô làm như sau. Đơn giản thì cô chọn vào là công cụ văn bản. Thì cô click vào đây cho tôi này, ra một nơi bất kỳ nào đó cũng được. Click đúp nha. Rồi thì cô đánh số 1 về cho tôi. Tuy nhiên số 1 này hơi to thì cô có thể chọn cái kích cỡ của nó nhỏ lại. Thì cô chọn tôi 24 đi. Rồi, hoặc là nếu nhỏ hơn thì cô chọn 16 nhá. Hoặc thì cô chọn bao nhiêu chúng ta đánh trực tiếp vào đây nè. Tôi chọn ví dụ 20 chẳng hạn. Enter. Rồi. Sau đó tôi nhấn vào cái mũi tên và tôi kéo cái số này đến cái nơi vị trí nào mà tôi cần đặt vào. Đây thì cô này. Đó. Sau đó tôi sẽ copy và tôi sẽ đưa xuống D1 và D2 nha. Sau đó thì cô nhấn Ctrl C này. Rồi thì cô nhấn Ctrl V. Hay thì cô có thể làm lại cũng được nhưng mà theo tôi copy cho nhanh nhá. Rồi sau khi xong tôi copy ra này, tôi kéo xuống đây tôi đặt vị trí này D1 này. Rồi tiếp tục tôi sẽ copy góc này nha thì cô, nhấn Ctrl C này, rồi nhấn Ctrl V. Sau đó thì cô kéo qua vị trí này và thì cô click đúp. Sau đó thì cô sửa số 2 cho tôi. Vậy là sau khi mà tôi đã vẽ xong thì nó hoàn thành được cái hình này bằng phần mềm GIMP. Và bây giờ công việc của thầy cô là chỉ việc chúng ta copy và đưa vào trong cái nơi mà chúng ta soạn đề, hoặc là đưa vào Boboy để cô dạy đấy. Bây giờ thì cô làm như sau để copy này. Thầy cô đưa con trỏ chuột ra ngoài cái vùng cái hình này nha. Thì cô chọn hết cho tôi, thì cô kéo này, nhấn kéo này. Rồi, tôi đang chọn đấy. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ nhấn Ctrl C nhé. Ctrl C. Và thầy cô sẽ mở guộc ra và thầy cô dán vào thôi. Rồi bây giờ tôi sẽ mở guộc tôi dán cho thầy cô coi luôn. Rồi tôi đã khởi động xong guộc này thầy cô. Vậy bây giờ thầy cô sẽ dán vào guộc cho tôi nha. Rồi thầy cô nhấn Ctrl V hoặc thầy cô nhấn vào biểu tượng quét cũng được này. Rồi tôi nhấn vào nha. Thì lúc này thầy cô thấy ông ta được một cái hình rất là đẹp. Và kích cỡ nó hơi lớn thì thầy cô có thể là thu nhỏ lại cho tôi này. Thì cô kéo vào cái chỗ mà cái dấu chấm ấy thì cô kéo đều nha. Rồi sau đó thì cô chọn vào cái phần định dạng bên cuộc thì cô có thể là cho to nhỏ tùy thì cô thôi, tùy mỗi nhu cầu thì cô cần thôi. Rồi vẽ xong một cái hình và tôi đã copy qua cuộc rất là đẹp. Và thì cô có thể làm một cách tương tự, chúng ta có thể copy qua Boboy như thầy cô. Chúng ta có thể copy Boboy và chúng ta có thể thay đổi kích cỡ này, to hay nhỏ là tùy thì cô thôi, để thì cô có thể làm đề thi kiểm tra học kỳ hay thì cô có thể sử dụng trong quá trình giảng dạy. Cuối cùng tôi chúc cho tất cả quý cô thành công. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì mọi người đừng quên nhấn vào like, nhấn vào đăng ký, bật chuông để ủng hộ kênh và để nhận những video mới nhất của mình. Rồi đến đây mình chào tất cả mọi người và chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công.